Các bác nhìn này, xe đẹp chưa? Form dáng đẹp và trang bị thì lại cực kỳ là hiện đại. Đây, mẫu xe gầm cao 5 chỗ số tự động được nhập khẩu nguyên con nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Đấy, mẫu này lúc mới của nó tương đối là nhiều tiền. Và bây giờ thì cái chiếc xe này, đấy, chiếc xe mà các bác đang xem đây, em đang bán với cái mức tiền nhá, thậm chí là rẻ hơn cái con Morning luôn, mà rẻ hơn rất là nhiều luôn. Các bác mình đã mua được xe này mình đi rồi. Đây, trang bị cực kỳ là hiện đại, có gương kính đều chỉ điện, có cục gương luôn, rồi có ghế điện luôn, và ghế da thì nó là ghế da cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, và có cửa sổ trời này, và hai cái luôn, hai cái cửa sổ trời luôn. Đây các bác nhìn xem, đấy, cần số tự động các bác nhá, điều hòa auto nóng lạnh đầy đủ các bác nhá. Đây, ở vị trí này nhá, đấy, màn hình giải trí Android và cũng đã được lắp thêm có cả cam hành trình nữa rồi, cam hành trình ở trên đây rồi các bác nhá. Đấy, cam lùi đồng hoàng. Đấy, vô lăng đây, vô lăng của xe có tích hợp phím điều khiển túi khí an toàn. Đấy, vô lăng của xe các bác nhìn xem. Đấy, thiết kế nhìn rất đẹp, túi khí an toàn nằm khắp nơi xung quanh xe nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, xe quá đẹp đúng không ạ? Rẻ hơn Morning các bác nhá, rẻ hơn Morning luôn mà mình mua được xe này rồi đấy ạ. Có đề khóa thông minh start stop được nằm ở vị trí đây các bác nhá. Đây này. Đấy. Có cổng nghe nhạc. Đấy, rồi có cổng điện ra 12V. Đấy. Và trang bị là có hai cầu, con này của em nó là bản đủ, nó sẽ trang bị được có hai cầu điện các bác nhá. Đấy, dạ vâng. Bác nào không thích đi hai cầu thì mình tắt đi, mình đi thì mình lại bật lên các bác nhá. Đấy, có cảm biến áp suất lốp các bác nhá, đây này, được lắp ở đây rồi. Có phủ tam nô đàng hoàng và anh chủ trước cũng đã được lắp thêm. Một ô xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Đấy, form súp các bác nhá. Đấy, form dáng các bác nhìn thấy rồi, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, sơn xi bóng mượt đây, thân vỏ cứng dày nhá. Chạy dòng này rất là thích luôn bởi vì là thân vỏ là cứng dày. Đấy, một dòng xe nó rất là bền bỉ, nó siêu lành siêu bền luôn các bác ạ. Những cái phần khóa cửa đấy các bác nhìn xem nó còn đẹp như thế này. Đấy, tem của nó vẫn còn nguyên đây. Và bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh để cho toàn thể các bác mình thấy về form dáng của chiếc xe này bên em nhá. Đây, form dáng của nó đây. Ở bên ngoài đấy ạ, thì có trang bị những gì? Đây các bác nhìn cho em sau. Đây. La trong lúc làm chốt kép này, có phanh đĩa chống bó cứng an toàn này, rồi có phanh đĩa phanh ABS đầy đủ các bác nhá. Xi nhan báo rẽ trên gương dạng LED. Các bác nhìn xem nó là dạng LED luôn chứ không phải dạng thường. Đấy, vâng. Có nút bấm từ một chạm nằm ở tay đắm cửa bên đây và bên kia nữa. Với lớp sơn là màu nâu cà phê, một cái màu rất là sang. Và sơn xi đây các bác nhìn xe này nó rất sang bóng này. Đấy, sơn xi của xe đẹp chưa? Nhìn thì có khác gì là một chiếc xe đời cao đâu. Em thấy thì nhiều con xe đời cao đấy. Một số con xe đời cao form dáng em thấy là không đẹp bằng con xe này luôn. Form dáng không đẹp bằng luôn đúng không ạ? Đấy nhá, biển Hà Nội tên tư nhân. Bác nào mình muốn sang tên đổi biển bên em hỗ trợ, còn không mình để nguyên biển mình đi cũng được các bác nhá. Đây phần đầu của xe, Hyundai Tucson nhá. Con này là Hyundai Tucson đời 2010, số tự động. Máy xăng 2.0, 5 chỗ gầm cao form súp. Các bác lưu ý là nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Được, vâng ạ. Rồi các bác nhìn xem, cặp đèn pha như mới luôn. Sơn xi cực mượt, cực bóng. Thân vỏ không lỗi lầm gì các bác nhá. Mặt nạ ga lăng của xe được ốp inox rất là sáng đẹp đây. Đúng không ạ? Lốp dày nhá. Các bác mua xe này về mình không cần phải đi mua lốp nữa đâu. Đấy, lốp dày chạy thoải mái luôn. Đấy, bên đây cũng vậy, nút bấm một chạm, xi nhan báo rẽ, đăng kiểm tháng 6 năm 24. Và kính của xe thì các bác cũng đã thấy bọc dán xung quanh hết rồi. Đấy, xe này mua về không cần phải đầu tư gì nữa các bác nhá, cứ thế mình dùng mình đi thôi. Đấy, yên tâm dùng thôi, không cần phải sửa sang bất cứ gì nữa các bác nhá, đi luôn thôi đấy ạ. Đấy, đầu tư đồ chơi thì bác chủ trước cũng đã đầu tư rồi. Đấy, các bác thấy là có thảm sàn 5D đây này đúng không ạ? Đây, thảm sàn 5D đây. Đấy đúng không ạ? Và có màn hình giải trí đầy đủ rồi. Loa âm thanh nghe rất là hay. Các bác nhá. Đấy, đây là cái đồ chơi. Vâng. Chỗ này là cổng để mình cắm sim nhá, cắm sim ở đây. Đấy, chiếc xe này có thiết kế màn hình và có vâng, có sim nhá, màn hình là có sim nhá. Vâng. Ok, các bác mình cùng xem. Đây, mặt tapno các bác nhìn này. Dòng này mặt tapno nó thiết kế nhìn đẹp chưa? Nhìn đẹp chưa? Như em cũng đã nói là nhiều con xe đời cao thiết kế còn không đẹp bằng, đúng không? Và về độ mới nhá, đấy các bạn nhìn xem, nhiều con xe Tucson khác cái phần ghế của nó đấy, nó bị kém, nó bị xấu rồi, nó bị hỏng rồi. Như con này của em nó vẫn còn zin và thậm chí nó vẫn còn đẹp, chưa bị xấu nhá. Đấy. Tất nhiên thì nó hơi xấu một tí thôi, để mà nói so với đời này như này nào ok lắm rồi đúng không ạ? Đây, khóa cửa đẹp chưa? Nhá. Đấy, cái phần tắc ly cánh cửa của dòng xe này thiết kế nhìn cũng rất là hay. Nhìn rất là khác biệt so với một số những chiếc xe khác đúng không ạ? Và form của dòng xe này em thích hơn là form của Santa Fe luôn. Santa Fe em nhìn không đẹp bằng.
Và về chất lượng của xe nhá, như em cũng đã chia sẻ với các bác là bên em luôn luôn có sự đảm bảo và cam kết cũng như là bảo hành cho mình về chất lượng xe các bác nhá. Đấy. Xe không lỗi lầm rồi nha, thân vỏ không lỗi, máy số không lỗi và củ máy củ số của xe là vẫn còn zin. Đấy, nội thất zin, keo chỉ zin các bác nhá, được chưa ạ? Như thế các bác đã yên tâm chưa? Vâng, các bác mình cùng đón xem hết clip để mình nhận thấy chiếc xe này nó đẹp như thế nào. Đèn đóm đây rất mới luôn, các bác nhìn này, đèn đóm rất mới. Và cốp đằng sau rất là to, được đồ được nhiều nhá. Có đuôi gió, gạt mưa và thanh da lóc các thứ ở trên đây, các bác nhìn xem, còn đầy đủ hết này. Đấy, keo chỉ đây các bác nhá, các bác nhìn xem mép cánh cửa của xe đẹp chưa? Đấy, tiếp tục nhá, đây này, hiện tại em đang quay gần chi tiết cho mình để mình cảm nhận. Dòng này thì hiện tại bên em đang có là hai con, một con màu đen nhá, một con màu đen máy dầu, một con màu đen máy xăng nhá. Vâng, máy dầu thì nó hơi ồn một tí đúng không ạ? Còn đây là cái phần phía sau của xe. Đấy, thiết kế thì đẹp quá chưa, em rất thích cái form này luôn các bác. Còn có biết các bác mình có thích cái form này không? Đối với cá nhân em thì em rất là thích nhá, bởi vì là form dáng thiết kế nó đẹp các bạn, quá đẹp luôn. Trang bị thì rất hiện đại, nhiều tính năng, nhiều option đúng không ạ? Mà dòng xe thì lại rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu của xe tầm khoảng là gần 10 lít trên 100 km thôi nhá. Vâng, rồi các bác xem đến đây mà các bác mình đã ưng đã kết nó rồi thì các bác mình liên hệ sớm cho bên em theo những số điện thoại hotline trên đây nhá. Vâng, một số nữa là 0335838389, các bác mình liên hệ cho em theo ba số đó để được bên em tư vấn kỹ hơn, chi tiết hơn, cũng như là các bác mình kết bạn nhắn tin Zalo cho bên em theo ba số đó để bên em gửi hình, gửi video chi tiết cho mình xem đầy đủ các bác nhá. Các bác yên tâm là giá cả xe cực kỳ tốt luôn, rẻ hơn Morning rất là nhiều, cho nên là mình vào việc cực kỳ là dễ nhá, cực kỳ dễ luôn. Đấy, máy số của xe cực đẹp và cực chất, như là rất là sáng sủa, riêng máy của xe, cái da máy của xe nó rất là sáng nhá, gầm sàn các thứ của xe cũng rất là sáng nhá, không hề là mục mọt nhá, về va chạm không có này. Đấy, ngập nước là không rồi, giấy tờ pháp lý chuẩn. Vâng, liên hệ sớm đi để em cho ra đẹp cho mình. Bên em còn nhiều xe, hiện tại đang còn hơn 100, gần 200 mẫu xe các loại. Thì mình hãy nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để xem thêm video mới nhá. Rất nhiều video đăng tải lên luôn. Nhấn like, nhấn tin, nhấn chia sẻ cho em với, em cảm ơn ạ.